quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất thành phố Hà Nội cho phép công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn một số quận nội thành với thời gian thí điểm 12 tháng. Trong thời gian thí điểm không thu phí vỉa hè và có thu phí sử dụng dịch vụ. Theo đề xuất, công ty sẽ triển khai giai đoạn 1 với quy mô 1.000 xe, 50% là xe đạp điện, với 94 vị trí đặt xe, tổng vốn đầu tư là khoảng 30 tỷ đồng. Trong năm đầu tiên, Chí Nam xin miễn phí vỉa hè và có thu phí dịch vụ trong 12 tháng. Giai đoạn tiếp theo, căn cứ vào số liệu vận hành thực tế, công ty sẽ phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, tổng hợp kết quả triển khai làm căn cứ báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về nội dung này. 6 quận nội thành được thí điểm trước ở giai đoạn 1 với 500 xe đạp điện, 500 xe đạp thường với 80 điểm. Quận Ba Đình dự kiến có 340 xe đặt tại tuyến Kim Mã, Trần Huy Liệu, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Quán Thánh. Quận Tây Hồ có 242 xe tại các tuyến Lạc Long Quân, Thanh Niên, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Trích Xài. Quận Đống Đa có 100 xe tại Giảng Võ, Hào Nam, Hoàng Cầu, Thái Hà, Láng. Quận Hoàn Kiếm có 280 xe tại Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng. Gần 300 xe còn lại được đặt tại quận Thanh Xuân và quận Hai Bà Trưng. Người dân có thể sử dụng dịch vụ thông qua phần mềm trên smartphone, mở khóa xe bằng quét mã QR, tìm trạm và đặt xe qua ứng dụng. Chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp, 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Người dân thuê xe cả ngày sẽ trả mức giá 60.000 với xe đạp và 120.000 với xe đạp điện. Hệ thống cũng có vé theo tháng, quý và năm, thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đánh giá, mô hình thuê xe đạp giúp nâng cao hiệu quả phương tiện công cộng, từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân, giảm ô nhiễm môi trường.